Ronaldo nguy cơ bị phạt 1 triệu bảng vì nói xấu MU. Cristiano Ronaldo có nguy cơ bị phạt 1 triệu bảng vì công khai chỉ trích MU và huấn luyện viên Erik ten Hag trên truyền thông. Sáng ngày 14 tháng 11, Ronaldo khiến thế giới bóng đá chao đảo khi công khai chỉ trích MU và huấn luyện viên Erik ten Hag. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan của The Sun, Ronaldo cho biết anh cảm thấy bị MU phản bội và tuyên bố có nhiều người muốn đẩy anh ra đi, bao gồm huấn luyện viên ten Hag. Tiền đạo này nhấn mạnh anh không tôn trọng chiến lược gia người Hà Lan vì bị xem thường trước. Ngoài ra, Ronaldo cũng công khai chê bai cơ sở vật chất của MU cũng như chính sách phát triển của đội bóng. Theo Ronaldo, MU đã tụt lùi kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Cuộc phỏng vấn của Ronaldo khiến người MU bị sốc và vô cùng thất vọng. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU sẽ tổ chức họp khẩn với huấn luyện viên ten Hag để tìm phương án trừng phạt Ronaldo. Họ thậm chí xin các luật sư tư vấn pháp lý để xử lý vụ việc nghiêm trọng này. CR7 có nguy cơ bị phạt ít nhất 2 tuần lương, tương đương 1 triệu bảng vì công khai chỉ trích câu lạc bộ trong lúc đôi bên vẫn còn hợp đồng. Trên trang chủ câu lạc bộ, MU thông báo MU đã ghi nhận các thông tin về cuộc phỏng vấn của Cristiano Ronaldo. Câu lạc bộ sẽ xem xét đưa ra phản hồi sau khi nhận được thông tin đầy đủ. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là chuẩn bị cho nửa sau của mùa giải và tiếp tục duy trì động lực, niềm tin và sự đoàn kết đang được xây dựng giữa các cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên và người hâm mộ. Ronaldo gia nhập MU vào mùa hè năm ngoái với giá 15 triệu bảng từ Juventus. Tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha được MU chào đón trở lại Old Trafford như người hùng, đồng thời nhận mức lương béo bở hơn 500.000 bảng một tuần. Ở thời điểm đó, Ronaldo tuyên bố anh quyết định trở lại vì tình yêu với MU và quyết tâm đưa đội bóng này lấy lại vị thế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ronaldo và MU xấu đi trông thấy vào mùa hè vừa qua. Sau khi MU thất bại trong việc giành vé dự Champions League, Ronaldo được cho là tìm mọi cách để ra đi. Tiền đạo này bỏ lỡ chuyến du đấu của MU và chỉ tái xuất trong trận giao hữu cuối cùng của câu lạc bộ trước thềm mùa giải mới. Vì thiếu chuẩn bị trước mùa giải và thiếu thể lực, Ronaldo liên tục bị huấn luyện viên Erik ten Hag đẩy lên ghế dự bị. Anh chỉ đá chính 4 trận ở Premier League mùa này. Bên cạnh đó, phong độ của Ronaldo cũng chạm đáy khi anh ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng sau tổng cộng 16 lần ra sân trên mọi đấu trường.